Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 5 năm 2024. Mình đang có mặt tại con đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn quý vị ha. Bên phía tay trái của chúng ta là đồi Dinh 2 ha. Dinh của toàn quyền Đông Dương ngày xưa đó quý vị. Ở đây thì cũng gần trung tâm thôi. Ngay chỗ này mà đi vào chợ thì tầm khoảng 2 cây số thôi quý vị, chưa tới 2 cây số nữa. Đó, ngay trung tâm mà có một con đường đồi thông và thiên nhiên như thế này thì quá tuyệt vời ha. Sáng nay thì Đà Lạt có nắng trong xanh rất là đẹp và nhiệt độ hiện tại bây giờ tầm khoảng 23 độ C. Và nhiệt độ trưa nay cao nhất thì tầm khoảng 28 độ C ha. Đó. Với mức nhiệt như thế này là khá là lý tưởng rồi. Khá là mát rồi quý vị. Và khi mà chúng ta đi vào cái đồi thông này á, con đường mà thiên nhiên như thế này á, thì không khí nó rất là trong lành. Và nó còn mát hơn nữa. Thậm chí là se se lạnh luôn. Quá đã ha. Bà con mình đa số bà con mình đều thích Đà Lạt là thiên nhiên như thế này, là thông reo, là sương mờ, là những căn nhà ẩn hiện và người lưa thưa đi lại. Đó, những khung cảnh nó như là trong phim. Có rất là nhiều những cái bộ phim đóng về Đà Lạt và cũng lấy bối cảnh Đà Lạt làm phim luôn. Và khi bà con mình xem những cái bộ phim đó đó quý vị, thì nó rất là đẹp. Điện ảnh đó quý vị, điện ảnh thì thường thường người ta hay chọn những cái khu vực nào mà đẹp và quay làm sao cho nó đẹp nhất có thể. Đó, nghệ thuật nhất có thể. Chính vì vậy khi mà chúng ta xem trong những bộ phim đó, thấy nó đã lắm luôn. Nhưng mà khi xem thực tế ở ngoài đời thì nó lại khác hoàn toàn. Chính vì vậy chúng ta không thể nào mà mong muốn rằng Đà Lạt nó như là trong phim. Trong phim là một đằng nhưng mà ở ngoài đời là một đằng khác, nó khác xa. Thực tế nó khác với trong phim rất là nhiều. Nếu như mà trong phim đẹp 10 thì ở ngoài đời đó, nó cũng chỉ tầm khoảng 5 mà thôi, chúng ta phải trừ đi là 50%. Thì như vậy mới khỏi bị bỡ ngỡ ha. Chứ còn không bà con mình bỡ ngỡ lắm luôn. Ủa sao mà tôi thấy trong phim, trong những cái clip YouTube, TikTok rồi phim ảnh này kia, thấy cái chỗ này chỗ kia nó đẹp lắm mà. Nhưng mà tại vì sao tôi tới tôi thấy không có giống chút nào vậy, sao nó xấu vậy? Thì mình nói rồi, cứ trừ đi 50% là ok, là chúng ta sẽ hài lòng. Chứ đừng có đặt kỳ vọng nhiều quá. Ngay cả con người như thế, chúng ta xem qua mạng, nhiều lúc dạng là quen nhau qua mạng đó quý vị, hoặc là yêu nhau qua mạng đó, thì thấy ủa sao mà cái con này nó lên nó chụp hình, chụp ảnh nó đẹp thế, đẹp như tiên nữ. Nhưng mà tại vì sao bây giờ gặp nó ở ngoài đời thật thì lại khác như vậy, sao kỳ vậy ta? Đó, rồi gặp ca sĩ như thế, nhiều lúc hát trong phòng thu với những cái hệ thống âm thanh chỉnh sửa nó rất là hay, nhưng mà khi gặp ở ngoài đời và hát thật ở ngoài đời thì
nó lại dở đi một chút thì chúng ta lại thất vọng đó. Cho nên cuộc sống này không có cái gì là toàn mỹ đâu, xem thực tế ở ngoài đời á thì mới đúng ha. Cho nên mình hiểu được cái bà con mình, hiểu được cái mà bà con mình nhìn vào Đà Lạt luôn luôn cảm thấy là chê nhiều hơn là khen. Mình lên trên nhiều trang mạng xã hội và tham khảo những cái ý kiến mà bà con mình bình luận vào, đa số là chê rất là nhiều, còn khen và hài lòng thì ít lắm. Chê cũng là một cách để cho mình thể hiện cái tình yêu với Đà Lạt. Khen cũng vì yêu mà chê cũng vì yêu thôi, đúng quý vị. Nhiều bà con mình nói Đà Lạt bây giờ bê tông nhiều, quy hoạch lởm chởm, thiên nhiên ít lại. Điều đó cũng hoàn toàn chính xác luôn, cũng đúng. Và nhiều bà con mình lên vẫn khen rằng là Đà Lạt đẹp, vẫn còn đẹp, chưa đến nỗi nào đâu, cũng đúng luôn. Ý kiến nào cũng đúng hết trơn. Đây là một đường Lê Văn Tám của vị. Có nhiều bà con mình bảo vệ Đà Lạt bằng cách là ủa sao mà những tỉnh thành khác được phát triển, được xây dựng, được này được kia, được thụ hưởng những cái thứ hiện đại mà tại vì sao ở Đà Lạt lại không cho phát triển, cứ bắt quan sơ mít như vậy. Qua đây là con đường Hùng Vương ha. Mình quyết định đi vào những con đường mà nhiều cây, nhiều thông. Đó. Đi ở trung tâm thì toàn là một cái cục bê tông thôi. Nếu các bạn thích để cho Đà Lạt phát triển hiện đại thì cứ phát triển thôi. Phát triển mà không có kế hoạch thì sau này ví dụ như Đà Lạt nó mất đi những cái điều gì đó thì các bạn đừng có hối tiếc ha. Và nhiều lúc du khách mà họ thấy Đà Lạt nó mất đi những cái nét đặc trưng rồi mà họ quay lưng lại, họ lên ít thì cũng đừng có hối tiếc luôn. Vào đây có những cái quán cà phê mà bà con mình hay ngồi dọc dọc vỉa đường như thế này để uống cà phê thì rất là thích luôn quý vị. Đây là con đường Yên Thế ha. Con đường rất là đẹp, thiên nhiên luôn. Và đây là một con đường cục, lâu lâu mình cũng đi vô lại cho quý vị ngắm đó. Ví dụ như Đà Lạt mà có những căn nhà ẩn hiền xen kẽ với những cây thông như thế này thì nó mới đẹp. Bà con mình là yêu quý Đà Lạt, yêu như vậy đó, thích cái kiểu như vậy. Ở trong nội ô trung tâm thế cũng thích người ta bảo tồn thông hoặc là trồng thêm thông để nhà ẩn hiền trên thông, thông phủ bóng râm ở trên mái nhà thì như vậy nó mới đẹp ha. Người ta thích Đà Lạt đẹp, con người ai chả yêu cái đẹp quý vị. Cho nên chỉ là thấy đẹp là người ta thích thôi, còn thấy xấu thì người ta không thích, người ta nói xấu, đó là khách quan thôi quý vị, chứ không phải là chê đâu.
Tại vì họ đâu có ở đây miết đâu quý vị. Họ thường thường là họ sẽ ở địa phương của mình, mà lâu lâu lên đây thì họ thấy đẹp thì họ khen đẹp, mà họ thấy xấu thì họ khen xấu, mà thấy nếu như mà không còn đẹp nữa thì họ lựa chọn chỗ khác họ đi. Họ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn. Mà thấy không mát nữa thì họ cũng sẽ tìm cái chỗ nào đó mát, ví dụ như măng đen đó. Bản thân mình thế thôi, mình là đang sinh sống ở Đà Lạt đây, nhưng mà nếu mình là người khách du lịch đặt bản thân mình vào vị trí người khách du lịch dân ở địa phương khác đi, mình lên đây mình thấy không đẹp nữa thì lần sau mình lên mình lựa chọn ở những cái chỗ khác. Nói chung là nhiều lắm, nhiều sự lựa chọn lắm. Vấn đề là nó nằm ở chỗ đó đó quý vị. Chứ còn mà bây giờ nói bạn lên nữa thôi, bạn đừng có lên, có người khác lên, nói vậy thì bạn hoa nhóc. Con đường cục cho nên mình đi ra lại quý vị. Mùa này là nhiều lúc là sáng nắng chiều mưa. Đó, những quán cà phê như thế này thì có giá tầm khoảng 10, khoảng 20 ngàn một ly, 20-30 ngàn một ly. Mà ngồi dưới những cái tán thông như thế này để uống cà phê ngắm cảnh chiêu chiêu như thế này là quá tuyệt vời ha. Thật sự ra Đà Lạt nó có những cái điều dễ thương lắm quý vị. Và có những cái nơi rất là đẹp, quan trọng là chúng ta có biết đến để tận hưởng hay không thôi. Chứ thật sự ra nó, mình đi lang thang mình thấy có rất là nhiều chỗ nó khá là thú vị như thế này đó. Thật sự nó đơn sơ đơn giản như thế thôi, trong cần gì mà phải khu du lịch này, điểm du lịch kia. Mình tin chắc rằng Đà Lạt sẽ giữ được những cái nét đẹp của nó, và tương lai người ta sẽ cải trang lại cho nó đẹp hơn, chắc chắn luôn. Thời gian vừa rồi Đà Lạt bị phá vỡ đi cái ít nhiều gì đó, bị phá vỡ đi những cái quy hoạch là do cái đợt mà phát triển nóng về bất động sản và người ta quản lý không chặt, cho nên chỉ phân lô bán nền, xây dựng tùm lum. Khi mà quý vị đi vào những khu dân cư đó, xây dựng không theo một cái quy hoạch nào cả, cứ lồi lõm ngoằn ngoèo đó, cái như thấy nó xấu đó. Phát triển bất động sản nó cũng có những cái mặt hạn chế như vậy đó. Khi mà phát triển nóng mà chúng ta quản lý không chặt mà chạy theo không kịp đó thì nó phá vỡ đi. Thì bây giờ là cái đang phân lô bán nền ở Đà Lạt là bây giờ là người ta cấm rồi, không cho phân lô bán nền nữa, và cũng không cho xây dựng ở trên đất nông nghiệp tùm lum tà lá giống hồi trước nữa. Đã quản lý chặt trong vòng 2-3 năm này rồi, và thời gian tới người ta sẽ ra soát siết lại và sẽ chỉnh trang chỉnh đốn nó lại đó. Và mình tin chắc rằng là Đà Lạt sẽ được cải thiện dần dần tốt lên. Bây giờ vẫn còn thank you.
được Trần Quốc Toàn quý vị ha. Bên phía tay phải chúng ta là hồ Xuân Hương ấy. Còn bên phía tay trái là quảng trường Lâm Viên ha. Đà Lạt sau lễ thì nó cũng cứ vắng vắng và lưa thưa như thế này thôi, khá là vắng luôn chứ. Nói chung cũng sắp đến hè rồi, bà con mình ráng ráng thêm thời gian nữa. Thời gian khó khăn nó kéo dài quá, nó kéo dài từ Covid cho đến giờ luôn. Khủng hoảng kinh tế nó mấy năm trời này nó bào mòn đi sức khỏe kinh tế của rất là nhiều người quý vị ạ. Thử thách cái sự chịu đựng của bà con mình này. Không gì là không thể. Tất cả rồi. Rồi chúng ta cũng sống nhăn răng đó thôi. Cũng đang tiến về phía trước đó thôi. Và thời gian nó cứ thế mà trôi nhanh. Chẳng mấy chốc mà chúng ta cứ thêm tuổi. Nào mình về lại trung tâm rồi quý vị. Đi ngoài mà bây giờ là về tới đây là về trung tâm rồi. Đi những con đường mà bên ngoài á thì thấy nó khác, mà về trung tâm là thấy nó khác liền quý vị. Bà con mình mong muốn là ở ngay trung tâm này có nhiều cây xanh này, nhưng mà thật sự ra mình thấy nguyên một cụm ngay trung tâm này á, đặc biệt là những cái con đường Nguyễn Chi Thanh Nam, Kỳ Khởi Nghĩa, 3 tháng 2 á, không còn không gian để trồng cây xanh luôn. Nếu như mà giá như thôi, giá như ngày xưa người ta trưa là những cái không gian, đừng có tham lam mà xây kín mít hết, mà trưa lại những cái không gian để trồng cây xanh hoặc là trồng vài chục hoặc là vài trăm cái gốc thông ở trong khu vực này, thì nhìn lên quý vị sẽ thấy có những cái sự khác biệt không hề nhẹ liền. Đó, ví dụ như là đứng đây đi ha, mình nhìn lên trên khu vực Nguyễn Chí Thanh đi. Đó, Nguyễn Chí Thanh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Giá như mà ở trên đó chỉ cần vài chục cái tán thông ở trên đó thôi, là đứng dưới này mà nhìn lên là quý vị thấy nó sẽ có những cái sự khác biệt hoàn toàn liền. So với một cái cụm bê tông mà không có một cái bóng cây nào cả. Đó, vấn đề là nó nằm ở chỗ đó rồi quý vị. Đây là ấp ánh sáng quý vị ha. Còn đây là cái vườn hoa sắc pháo này, ra hoa rất là rực rỡ. Hiện tại bà con bên công trình đô thị, công nhân người ta đang đi tỉa chăm sóc cái cây này cho vườn hoa này nó đẹp lên.
hoa này nó không được lâu ấy. Nó sẽ kéo dài tới hè rồi quý vị. Quá tuyệt vời luôn.